Em Đồ Gỗ Bùi Tuấn chào các bác nhé. Hôm nay thứ tư, ngày mùng 7 tháng 8 năm 2024. Và buổi tối hôm nay thì cơ sở em sưu tầm được một chiếc kệ tivi cũ lối cổ, chất liệu bằng gỗ vụ tà Quảng Bình. Và chiếc kệ này thì cánh trơn, không đục, không khảm, và phải nói là siêu vân gần luôn các bạn. Và kệ thì có kích thước dài 2m17, sâu 50, cao 82, và kệ phẳng luôn để các bác có thể kê tivi to nhỏ tùy luôn các bạn, đa mọi kích thước luôn. Đây, và chiếc kệ này rất là vân và gần. Các bác nào mà quan tâm, các bác có thể liên hệ trực tiếp cho em nhé. Ở đây em quay trong nhà nó tối các bạn, để quay trong cửa hàng nó hơi tối nhá, ánh đèn nó hơi bị mờ, nhưng mà trên video các bác có thể thấy là độ vân của chiếc kệ này siêu vân luôn, chất gỗ vụ Quảng Bình. Các bác đến xem thực tế còn mê hơn các bác nhé. Cánh này vân đẹp không? Ở đây ngăn kéo này vân chun quăn quại, vân đèn kít luôn, cái chất gỗ Quảng Bình thì không thể nhầm lẫn được luôn. Để bác nào sưu tầm được chiếc này thì càng chơi càng lau chùi nó càng bóng. Đây là hai cánh giữa đây, em quay sát máy đây, ở bên này là ngăn kéo nhá. Đấy, các bác xem mê không? Rất yêu. Đây, cánh bên này thôi, và gỗ lạc thì trong ngoài lanh lắm như nhau. Đấy, như nhau, rất dày. Bệ thì là dày 4 phân đậu anh ạ, 4 phân đậu siêu dày, chân đục quỳ. Và cái quan trọng nữa là hiện trạng cái chiếc kệ này thì lành lặn tuyệt đối luôn, đến 99,9%, lành đẹp tuyệt đối. Và đây, cánh trong bên này cũng vậy, lành cả bên hôi này, cũng có cái thang rất kỹ, làm siêu kỹ luôn. Và hôi đây các bác xem, hôi này hồi cũng vân đặc biệt luôn, các bác xem chất gỗ của mình không nhầm lẫn luôn. Em quay bây giờ là thực sự là ánh đèn nó bóng nó chói nhỉ, nhìn thực tế thì mê luôn các bạn. Và em quay trên đỉnh này, đỉnh cũng vân các bác nhá. Và chiếc kệ này thì em bán để cho các bác sưu tầm nhá, là giá 23 triệu. Để các bác sưu tầm thì chiếc kệ nó đây vân, hai bên hồi cũng là vần đối nhau, chỉ 23 triệu các bác sưu tầm được chiếc kệ tuyệt đẹp, chắc chắn và lành lặn tuyệt đối luôn. Các bác có thể qua trực tiếp cơ sở em, địa chỉ Đồ Gỗ Bùi Tuấn, khu Vệ Lăng Cái Sông, thị trấn Phùng, Đan Phượng, Hà Nội để xem thực tế chiếc kệ này. Và em về chiếc nào là em quay trực tiếp và chi tiết một sản phẩm đó để cho các bác lựa chọn. Các bác ở xa các bác có thể là thông qua hình ảnh các bác chốt. Và số điện thoại liên hệ bên em là 083 626 449, số Zalo là 0985 230 888. Và các bác hãy đăng ký kênh để liên tục theo dõi và cập nhật những video em đăng lên mới nhất. Và em cũng rất cảm ơn các bác. Xin chào và hẹn gặp lại các bác và quý vị ở những video sau.